Hello mọi người nhá. Ngày hôm nay mình sẽ chôn bạn Đan Phương mọi người ạ. Đan Phương, làm gì đấy? Nhảy à? Cho anh xem điện thoại quay cho mọi người đúng không? Điện thoại hết pin rồi, đang nộp kìa. Sao anh phiền thế nhỉ? Anh điện thoại hết pin thật. Nha, ra anh trả sau. Cài xong rồi mọi người ạ. Đây này, mình test cho mọi người xem đây nhá, đang vào TikTok này. Thoát ra, thoát này. Đấy, đấy, thấy chưa? Thoát anh ơi, đây này, nhìn nhá. Hơi bị khó chịu luôn, thế nên là mình đập luôn điện thoại này. Thoát này. Ok nhá. Thôi, ra trả điện thoại đi. Đây, xong rồi, trả điện thoại em này. Cảm ơn nha. Lát nữa AirDrop qua cho anh alo luôn. Bluetooth cho anh nhé. Anh quay video mà. Cái này thế luôn, bạn nào có người yêu ấy, chôn người yêu hai cực. Bạn nào có người yêu chôn như này chắc thế luôn, vui lắm luôn ấy. Các bạn ơi, Phương khóc rồi. Trông Phương cũng khóc hay sao ấy. Có lấy lòng Phương không? Có. Sao đấy? Lại lấy điện thoại Phương này ra, lấy trà sữa ở đây. Lấy điện thoại Phương chờ. À, điện thoại à? Thì cứ đi đi mau lên. Nó bị sao ấy? Nãy, hồi nãy trôn nó tí rồi, muốn lấy lòng không? Sửa cho nó xong ra. Kiểu ấy luôn nhá. Ơ, nhưng mà... Tê lên rồi đó. Máy Phương cứ tê lên rồi. Kệ, kệ, đây, đây. Con gái mà giống như mình nhưng mà sao đâu. Đây nhắc kết nối này xong rồi xong rồi đấy xong đúng không? Ừ gì đó. Thấy chưa? Vá thuyền không khó. Đấy, quan trọng các bạn cách các bạn vá thuyền như thế nào thôi. Thế nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào những màn chôn tiếp theo nhá. Bye bye.